Dự án lập trình tương lai cùng Google giai đoạn 2019-2020 được công bố vào sáng nay ngày 5 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Google phối hợp với quỹ Dariu tổ chức hướng đến việc dạy các em học sinh tiểu học và trung học Việt Nam học ngôn ngữ lập trình. Ngoài ngôn ngữ lập trình, dự án còn trang bị cho các em kiến thức sử dụng an toàn và khai thác hiệu quả Internet, phát triển tư duy sáng tạo. Trong giai đoạn năm 2018, có 10.000 giờ học lập trình, gần 1.300 học sinh tham gia. Giai đoạn 2019-2020, dự án mở rộng ra 15 tỉnh thành trên cả nước với hơn 150.000 học sinh và 350 giáo viên được đào tạo. Theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, rất nhiều ngành nghề sẽ được thay thế bằng tự động hóa. Riêng khu vực châu Á sẽ thiếu khoảng 47 triệu lao động có kỹ năng số vào năm 2030. Những khóa học nói trên đã mang đến cho học sinh ước mơ cũng như định hướng cho nghề nghiệp trong tương lai. Để cho các em học sinh có thể tham gia với nhau nè, kết nối những người bạn học cùng.